này chính là thế giới ánh sáng sao? Ai ai sao con ruồi bay xung quanh chi chạy? Ai ai đứa nào kêu tao con ruồi vậy? Ê, cái con này. Trời ơi sao trong nạn con ruồi vậy? Cũng biết nữa nhưng mà bắt nó đây. Bắt nó đây. Ủa mà ngoài ngoài vậy? Chuyện gì vậy? Con kia này đứng đây. Con ruồi trong làng kia ơi. Con ruồi gì mà to dữ vậy? À, con rùa này nó bay vòng vòng tấp qua đây lấy cái bình xịt xịt mày nè. Trời ơi, sao mày đó bực mình á, gặp con rùa gì đâu không mày? Ở đây câu cá chứ gặp con rùa thiệt tình chứ. Sao mình mấy đứa này nữa đang hiếp những động vật nhỏ vậy? Quay, tôi thấy hình như không phải con rùa đâu các bạn ơi. Trời ơi, nó rớt xuống dưới đây rồi đi nè, tội nghiệp quá vậy. Để tôi phải cứu nó lên mới được. Được rồi, bắt được rồi. Lên kịp. Để tôi thả xuống coi. Cái này sao mà là con ruồi rồi các bạn ơi? Có con ruồi nào mà to vậy không? Các bạn ơi nhìn kỹ nó đi. Nó có một thứ gì đó giống tôi lắm. Đố các bạn là gì? Thôi các bạn khỏi trả lời, tôi trả lời cho. Là màu tím đó mọi người. Wow, con này là con gì vậy ta? Chắc chắn không phải là con ruồi đâu. Con ruồi gì mà đẹp vậy được? Khó hiểu thiệt ha. Để tôi nhìn coi. Cái cánh này nhìn quen lắm. Nhìn giống như là cánh rồng ấy. Rồi nó còn có cái đuôi. Rồi nó có cái lỗ tai. Chúng là con này nó vừa giống con chim mà nó cũng vừa giống con rồng ấy mọi người. Đó là con gì ta? Bây giờ làm sao để mình đánh thức nó dậy? Coi nó bị ngợp nước hay gì rồi á? Hay mình cứ đánh nó đại ha. Mà chơi mà lâu dữ vậy em? Em dắt ai theo về vậy? Ê, cô kia, đi vô đây nói chuyện coi. Sao mà đứng lén la lén lút ngoài kia vậy? Trời ơi, nay đây giúp em đùa.
đuổi mấy cái tên ánh sáng ở thế giới ánh sáng đó. Thật ra thì không phải thế giới ánh sáng gì hết trơn á, đó chính là thế giới con người. Cái gì? Tại sao em lại dám lên thế giới con người chơi hả em gái? Ê, thì lên đó em chơi một xíu em về, nhưng mà ai ngờ bị chẹt luôn. À, không có gì hết trơn á, chỉ là bị hư cánh cửa xong về không được thôi, chứ thật ra con người tụi tôi vui lắm, không có ác nào. Không có đâu, còn dám xịt vô ta cái gì thối quá, đánh ta đó xuống nước xem sẽ chết luôn rồi. Cái gì? Đứa nào dám động tới em của ta? Là cô đúng không? Không, tôi là người đã cứu cái bạn rồng bóng tối này dậy đó. Trời ơi, không có bạn này là em chết luôn á, chết rồi. Đúng rồi, tôi đâu có làm rồi, hại cũng cảm ơn cô nha. Nhưng mà em nữa, lần sau đừng có mà đi chơi mấy cái chỗ nguy hiểm như vậy chứ. Biết rồi, nhưng mà em cũng về rồi nè. Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp em gái của ta. Không có gì đâu, nhưng mà cho tôi hỏi cái thế giới bóng tối này có thiệt đó hả? Tôi lần đầu tiên biết luôn á. Không có thiệt thì sao ta đứng đây làm chi? Nó cũng đẹp thiệt á, với lại nó cùng màu với tôi nữa, màu tím. Đúng là nhìn cô cũng thích hợp ở đây đó, đúng không em gái? Thôi được rồi, tại vì cô cứu em gái của ta thoát chết nên coi như ta nợ cô một mạng đi. Cái gì ghê vậy, nợ một mạng luôn hả? À, tôi thấy ai mà khó khăn thì tôi giúp hết chứ gì đâu. Theo như lời em gái của ta nói, có thể nơi của cô ở rất là nguy hiểm đúng không? Cho nên ta sẽ cảm ơn cô bằng cách ta sẽ bảo vệ cô. Hả? Cái gì ghê quá vậy? Nhưng mà tôi với anh ở hai thế giới khác nhau thì bảo vệ làm sao chứ? Nhưng mà tôi nghĩ chắc là thôi không cần đâu. Cô sẽ nhận được sự bảo vệ của hoàng tử bóng tối. Hả? Đây chính là một cái vương miện sao? Là tôi đeo vô là tôi được bảo vệ hả? Trở thành rồng bóng tối giống em đó. Ê, nói bậy, cô đừng có nghe nó. Cô cứ đeo vô thôi, cô sẽ được bảo vệ. Trở thành rồng bóng tối nha, tôi là con người, tự nhiên tôi thành rồng vậy. No. Không có trở thành rồng bóng tối gì hết. Cô đừng có nghe nó nói bậy, tôi chưa bao giờ xạo ai cả, nên cô cứ tin tôi. Anh hứa đó nha, chứ tự nhiên người ta đang làm con người, cái kêu người ta đúng thành vậy. Rồng bóng tối đeo vô đây. Xíu như kia, tự nhiên cái bị hiểu lầm là con ruồi nó, chắc tôi chết luôn á trời. Được rồi, để tôi đeo vô nha. Thôi kệ đi các bạn ơi, mình tin thắng ta vậy, nhìn mặt có vẻ uy tín lắm. Đeo vô nè. Cô đã trở thành công chúa bóng tối đó. Vậy sao trước đây em không trở thành công chúa bóng tối? Là sao không hiểu vậy trời? Em là con chim, sao có thể trở thành công chúa bóng tối được? Em vốn xuất thân là con chim nên trở thành rồng là quá là được rồi. Cái gì? Vậy có nghĩa là cái bạn rồng bóng tối này hồi xưa bạn ấy là con chim hả? Đúng vậy, và ta đã cứu bạn ấy và hóa bạn ấy thành rồng như bây giờ đó. Trời. Thật ra tôi thấy cũng tuyệt chứ bộ. Trời ơi, xuất thân từ là một con chim mà lên thành một con rồng luôn. Nghe là thấy ngầu rồi đó. Cô là con người nên khi cô đổi cái vương miện đó vô, cô có thể trở thành công chúa bóng tối. Trời ơi, nghe có vẻ ngầu lắm các bạn ơi. Vậy là cuối cùng tôi tin đúng người rồi. Ủa nhưng mà tôi trở thành công chúa bóng tối thì tôi được cái gì? Cô đã trở thành một phần của gia đình bóng tối này. Và hãy xem căn nhà này chính là căn nhà của cô đi. Trời ơi, tự nhiên đi xuống khám phá thế giới của người ta, chứ tự nhiên trở thành công chúa luôn. Vậy là cái chỗ này là nhà của tôi đó hả? Đúng vậy, nên cô cứ đi tham quan thoải mái nha. Được rồi, đi theo em nè, để em dẫn tham quan nha. Rồi. Đây chính là phòng ngủ của ta đó. Nếu cô muốn ngủ trên cái giường này thì ta sẽ nhường cho cô và ta sẽ ngủ bên cái sofa này vậy. À, cái gì? Trời ơi, các bạn ơi, nhìn cái giường nè. Wow, cái nhà này thật sự như cái nhà của tôi trên thế giới con người luôn các bạn, tại vì nó màu tím, nó cũng giống như nhà của tôi vậy á. Nhưng mà thôi, tôi nhường cho anh đó, tôi không có dành chỗ của anh vậy đâu. Vậy thì cảm ơn. Bên này chính là phòng đọc sách của ta. Trong này có rất là nhiều quyển sách về sức mạnh bóng tối. Ví dụ như thế này. Trời ơi, nhìn với tôi chỉ là một đứa con người thôi mà. Ta xin lỗi, ta chỉ muốn biểu diễn một tí thôi mà. Rồi, tôi tham quan như vậy là đủ rồi đó. Thôi đi xuống dưới. Tôi có một cái tôi muốn tham quan nữa. Đó chính là cái ngai vàng của anh đó. Đó giờ tôi chưa bao giờ được ngồi lên đây ngai vàng là... Ngai vàng của vị vua bóng tối ta đây. Một khi nó ngồi lên thì người đó phải có đủ đẳng cấp. Vậy thì bây giờ ta lên có được không? Được luôn. Ôi, vậy là tôi đẳng cấp rồi. Ôi các bạn ơi, cái ngai vàng này như kiểu là dành cho tôi vậy các bạn. Nó màu tím nè. Nếu mà cô muốn ngồi đó thì ta sẽ ngồi dưới đây vậy. Trẻ như ngai vàng cho gái đâu. À, cái gì? Trời ơi, nó
có gì nhau nữa. Các bạn thấy gia đình bóng tối này có thú vị không? Chứ tôi là tôi thích rồi đó nha. Người rất là vui vẻ với nhau, tôi rất là thích đó nha. Nhưng mà tôi cũng cần về thế giới của tôi đó. Tại vì gia đình của tôi cũng đang đợi tôi ở trển đó. Em đi theo đi. Ờ, được rồi. Ok, cũng được. Vậy thì đi đi theo chị chơi. Nếu cần ta thì cứ về đây kiếm ta nghe chưa. Ta sẽ ngồi đây. Nabi đi đâu từ nãy giờ, lúc quay về trở thành một con người khác. Còn đem theo con ruồi lúc sáng nữa chứ. Chắc chắn đây không phải là con ruồi bình thường. Chúng ta phải làm rõ chuyện này, nếu không là chị Nabi lại bưng quá vật về làng. Đúng vậy, còn đánh tụi mình đó. Đi thôi. Ê. Được cả, chuẩn bị kế hoạch nhau đi. Chị Nabi ơi, có chuyện muốn nói. Ai? Chị về bây giờ đi hả? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Kêu cái gì? Chị Nabi. Sắp phải rồi. Trời ơi, sáng chị Banh đánh em bảo vậy con ruồi. Sao chị đi cả ngày và quay lại chị đi trở thành cái gì vậy kia? Con ruồi hả? Tụi em nhầm rồi. Đây chính là rồng bóng tối chứ không phải là ruồi. Vậy là tụi mình bắt đúng người rồi đó. Đúng rồi. Chị gây hại cho làng của chúng ta. Đây chỉ là thế giới ánh sáng gì đó sao? Nhưng sao ta lại nghe âm thanh kêu cứu của em gái ta nhỉ? Ta phải đi coi mới được. Tụi em mà không thả chị ra. Tại cái sự các người, các người dám bắt em gái của ta, còn bắt công chúa của ta nữa sao? Cái gì? Công chúa là sao? Ngươi là ai vậy? Ta chính là hoàng tử bóng tối đây. Đúng vậy, con chị chính là công chúa bóng tối. Trời, chị mất tích nguyên ngày hôm nay xong chị quay lại chị nói là chị lấy chồng hả? Lấy chồng gì tào lao? Cái này chỉ là hoàng tử gia đình bóng tối thôi. Tụi mày dám coi thường ta hả? Ta chính là hoàng tử bóng tối đó. Ây cha! Được rồi, ta sẽ thả như hai người ra, tránh ra một bên. Hai cha. Đó đi. Chị đúng là đồ đáng sợ mà. Đúng rồi. Chị chưa có làm gì tụi em hết, tại tụi em ép chị thôi. Được rồi, hồi nãy chị không biết chị có sức mạnh, nhưng mà bây giờ chị có rồi, chị sẽ xài sức mạnh của mình. Chị lợi dụng sức mạnh tụi em không phục. Đúng rồi. Cái gì không phục hả? Được rồi, bây giờ chị sẽ không sử dụng sức mạnh nữa. Tụi nó dám nói mình lợi dụng sức mạnh nè. Bây giờ chị sẽ lấy sức mạnh cảnh sát trong làng này. Chị sẽ nhốt tụi em vô tù cho cái tội tụi em. Wow. Tháng rồi. Đập cái không được. Không đập ra đâu. Đúng như vậy. Sao mà tụi bay đập được? Đây chỉ là ngục tù bóng tối, không có thứ gì để phá được. Đúng vậy, đúng vậy. Tụi bay đừng có hòng mà vượt ngục nha. Không thể nào mà vượt ngục được đâu. Chị sẽ nhốt tụi em ở ngoài đây thì thôi. Ha ha, đây chị dám động vô gia đình bóng tối. Chị Nabi ơi, thả tụi em ra. Đã đi mà. Đã rồi. Đi vô đây em gái ơi. Ủa, cái này cái gì mà thơm quá vậy? Đúng rồi, nó còn có màu bóng tối nữa, cũng nhìn cũng ngon đó. Đây chính là bánh kem. Ở thế giới con người tụi tôi mỗi khi có chuyện vui là tụi tôi sẽ ăn bánh kem. Và chúng ta vừa làm